chỉ cần mình có nhau. Qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu, cháu Kiên và cháu Hoa, các cháu đã thống nhất ý hợp tâm đầu để xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Và hôm nay được sự thống nhất của hai bên thì gia đình bên họ nhà trai anh tôi đến trước hết là để dâng lễ đã thống nhất về các cái thủ tục lễ hôm nay là cái thứ nhất là cái chúng tôi dâng cái lễ gia tiên, cái thứ hai là chúng tôi dâng cái lễ bỏ chầu cho hai cháu, cái thứ ba là dâng lễ đính hôn và cái thứ tư là cái lễ nạp tài. Nhưng mình vẫn còn nhớ nhất là món quà mà đầu tiên cô ấy tặng mình cách đây 13 năm. Gấp 1.000 hạt giấy để đếm tình yêu đông đầy. Không có số nào có thể mà diễn tả hết được cái số điểm mà mình dành cho vợ mình. Hy vọng là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc, viên mãn và cùng nhau sống tới Giang Long bản thảo. With wonder that words couldn't ever contain. This is what we've been waiting for. Chúc mừng hai phút. Đính hôn chính thức của cháu Hoa và Kiên. Gia đình họ nhà gái chúng tôi đã chấp nhận đầy đủ những lễ vật và giữa hai gia đình cũng như đã trao đổi với nhau và hôm nay chính thức là con cháu được là con rể của nhà Quốc Hạnh đã kết nghĩa xuôi gia với lại ông bà Cường Thu. Closer.